trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa con nước chia đôi bờ. Ê! Ê! Có chuyện gì vậy? Xui quá. Có chuyện chi mà xui? Mới nghe đàn em nói á, là chuyến hàng của tụi mình bị bắt rồi. Trời, chết rồi, bây giờ phải mần sao? Làm cái gì mà cuống cuồng lên vậy? Lỡ cha biết thì sao chứ? Bây giờ mình không nói thì làm sao mà cha biết? Cha mà biết được là lớn chuyện đó. Bây giờ cậu cứ bình tĩnh lại. Bây giờ mình không nói thì cha sẽ không bao giờ biết được. Cha có hỏi thì cậu cứ nói là không biết, hiểu chưa? À, ông ơi bà ơi. Ê, ông ơi bà ơi. Ông ơi bà ơi, con quà lớn tới ông bà ơi. Dạ dạ, con mời quan. Ừ. Chào ông hội đồng tâm. Dạ. Dạ, dạ mời quan ngồi. Dạ, chẳng hay có chuyện gì quan trọng mà gấp gáp dữ vậy quan? Chúng tôi được tin báo chuyến hàng vừa vận chuyển của gia đình ông là hàng cấm. Hả? Là hàng cấm đó. Bây giờ chúng tôi xin ông hội đồng cho chúng tôi được lục soát chứ. Dạ, xin mời quan cứ hành sự. Bây giờ xin mời ông về cảnh ti hợp tác điều tra với chúng tôi. Ông đồng ý chứ? Dạ. Dạ, xin quan lớn cứ về trước, tôi xin được tháp tùng cha tới sau. Xin phép ông tôi về. Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Phận Làm Dâu, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng của ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.